Hello. Hear me? Hello, teacher. Chào con. Hello, teacher. Hello. Bạn anh Khoa này có phải là con mới không? Dạ phải. Con mới hả? Ok. Cô với các bạn đã học được mấy nhở? 7 buổi rồi đấy. Đến buổi hôm nay là buổi thứ 8 rồi, sắp hết rồi. Ok, rồi cô hỏi lại con nè, các con học đến unit mấy ở trên lớp rồi? Ở trên lớp con mới học đến unit 2 thôi. Hả? Con thì Vậy chưa học được unit nào. Sao lại thế? Thế các con thi kiểu gì? Con không biết nào. Trời ơi. Thôi được rồi, hôm nay thì cô đang định cô cũng cô cũng chuẩn bị unit mới rồi là unit 8, nhưng mà cô thấy là các con học chậm quá, học ở trên lớp ý, nên là thôi cô sẽ cho các con làm bài thi, bài một cái đề thi giữa kỳ xem thế nào nhá. Các con đã từng thi chưa vậy? Các con đã từng thi rồi nhưng mà năm lớp 5 là cái năm được học năm chậm trễ nhất. Ôi giời, khổ thân các con quá. Được rồi, chờ cô tí nha. Có một bạn còn chưa vào được thì cô gửi cho bạn cái link. Không phải. Con chào cô. Con chào cô. Cô đây, cô đây. Bạn nào đây? Hồng Ngát là mẹ bạn nào? Hồng Ngát là mẹ của bạn nào đấy? Không phải mẹ. Ơi. Tình không? 8:40 em thi. À, thì 40 thì. 40 phút nữa em sẽ thoát ra. Sao con toàn thi vào hôm nay thế? Sao con thi nhiều thế? Mà đã học đâu mà thi nhỉ? Bạn nó thi toán không? Rồi, toán thì... Toán tiếng Anh học đấy quá. Ok, rồi hôm nay mình sẽ làm những cái test nhá. Cô tí, để cô chờ. Hồng Ngát là mẹ bạn nào? Trời đất ơi, cho cô một tí, cho cô một tí. Ok. Bạn Ngọc Ánh thì học đến unit 2 này. Thế bạn Anh Khoa, con mới, bạn mới con học đến unit mới ở trên lớp ấy. Đâu rồi? Con cứ mở mic lên. Con chưa có học unit mấy cô. Trời ơi. Trời đã. Ôi giời ơi. Trời ơi. Hôm trước cô dạy nhanh như thế. Cô hỏi các bạn khác nha, không phải bạn Khoa. Hôm trước cô dạy nhanh như thế, con có nhớ được gì không? Cô tưởng là con học hết rồi không? Chịu, trời ơi. Ok, đây nha. Đây là đề thi giữa kỳ môn tiếng Anh lớp 5. Đây là cái đề tham khảo thôi. Bây giờ chúng ta thử làm xem thế nào nhá. Đức Kiên vào được chưa ấy nhở? Rồi. Không biết nữa. Ok, rồi chúng ta sẽ làm nha. Đầu tiên là bài 1. Bạn Ngọc Ánh có thể nói giúp cô, đọc giúp cô cái đề bài này lên và xem là mình sẽ phải làm gì trong cái bài này. Nếu mình gặp cái bài này thì mình phải làm gì? Em thưa cô là circle the art one out, có nghĩa là khoanh tròn cái khác. Khoanh tròn cái gì khác? Art này là lạ. Khoanh tròn cái từ khác nghĩa. Đúng rồi, khoanh tròn cái từ khác loại, không phải từ khác nghĩa. Khoanh tròn từ khác loại. Ok ok. Rồi, Ngọc Ánh làm luôn cho cô 1 xem nào. Khác loại có nghĩa là nó không thuộc cái nhóm đấy, có thể là có 4 từ nhưng mà 3 từ nói về nghề nghiệp nhưng từ còn lại nói về dụng cụ học tập. Thế thì mình phải loại cái dụng cụ học tập ra, đúng không? Ok, Ngọc Ánh làm cô 1. Làm một loại câu đi ạ, beach. Ok, đi the beach. Thế con làm câu này, vì sao con lại biết là đáp án là đi? Con thưa cô là câu A coach, câu B sheep, câu C train đều là cái public transportation, còn beach là một cái place. Rồi, con nói với tiếng Việt cho các bạn cũng hiểu xem nào. Means of transportation đúng không? Là
Coach là cái gì? Coach là cái gì? Cái xe khách. Xe khách đúng rồi. Xe ô tô, xe buýt khách ấy. Ok. Tiếp nào. Ship là cái tàu. Tàu thủy đúng rồi. Không phải tàu, không phải là tàu, không phải là đoàn tàu đúng không? Đây là đoàn tàu này. Đây là tàu hỏa này. Kia là tàu thủy. Còn là bãi biển. Bãi biển. Ok. Thế thì mình sẽ phải chọn bãi biển bởi vì ba từ đầu tiên đều là nói về phương tiện giao thông, phương tiện đi lại, còn từ cuối cùng là một địa điểm. Ok, được rồi. Đấy, đấy là cách chúng ta làm bài odd one round nhá các con. Ok, cảm ơn Ngọc Ánh nhiều. À, bây giờ cô gọi bạn Tiến Đạt làm giúp cô 2 xem nào. Em đây ạ. Ok. Em chọn câu A. Have. Con chọn câu A. Vì sao hả con? Em ơi cô là vì câu B, câu C, câu D là đều là chỉ hoạt động ạ. Ừ, rồi. Còn câu A là tôi có. Thế thì hát không phải hoạt động mà con. Thế cái việc là mình có không phải là hoạt động à? Câu này là phải câu B mới đúng. Đúng rồi, vì sao? Đầu tiên con hãy nhìn. Đây, lần này thì nó lại không thuộc về nghĩa nữa. Mà nó là loại từ đúng không? Chọn B. Surfing chỉ có cái từ này là nó là đuôi ing thôi. Còn từ A, C và D là từ nguyên thể. Là động từ nguyên thể. Tất cả các từ ở đây đều là động từ nguyên thể. Hoặc có một cách nữa để giải thích. Surfing là một bộ môn thể thao. Còn ba từ còn lại chỉ là những cái động từ thường thôi. Đó. Con hiểu không hả Tiến Đạt? Đầu tiên là mình có thể nhìn bằng mắt này, xem là từ loại của nó có phù hợp với nhau không. Thứ hai là mình sẽ sử dụng đến nghĩa. Ok, được rồi. Rồi, bạn là Anh Khoa. Câu 3 con nhá. Cô không biết là con đã học đến chưa, nhưng mà mình cứ làm đi. Ok. Rồi, con nhìn câu 3. Câu 3. Nếu con không làm được thì con cứ bảo cô nhá, là con chưa biết làm nhá. Cứ cô bảo câu C. C, ok. Why? Vì sao? C cô. Vì sao hả con? Giải thích được không? Ok, được rồi, cô sẽ gọi bạn khác xem nào. Bạn Henry đâu rồi? Câu 3 con sẽ chọn từ nào? Từ nào là từ khác loại? Thế là con nói bé quá, con phải nói to lên cô mới nghe được. C. Rồi. Nói bé quá. Ok, C. Thế vì sao lại là C? Có phải là C không? Cô A, cô ơi, không phải là cô A. Rồi, A, 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 ok. Thế A vì sao? Con phải giải thích cái đã. Vì player là người chơi. Người chơi? Chết rồi. Ok, ok. Thế cô giải thích cho nhá. Đáp án của chúng ta phải là câu A. Sao lại là A? Play. Cái từ gì nhỉ? Nguyên thể của nó là play. Khi mình biến đổi sang quá khứ mình thêm ed đúng không? Nhưng mà những từ này nó là những từ bất quy tắc. Theo quy tắc thì mình phải thêm ed. Còn bất quy tắc thì mình phải biến đổi. Cái dạng từ sẽ khác hoàn toàn với cái từ gốc của mình. Cái này đi từ go này. Đây là động từ to be này. Còn đây là động từ have. Đó. Play là động từ ở quá khứ nhưng mà theo quy tắc. Còn ba từ còn lại cũng là quá khứ nhưng mà là động từ bất quy tắc. Ok chưa? Đó. Có phết đấy chứ. Rồi, số 4 nào. Bạn anh Duy đâu rồi? Con tự bật mic con nhé. Con còn đây không? Hình như anh Duy vừa thoát ra. Con đâu ấy nhỉ? Con còn. Đây đây đây. Ok con. Số 4 nhá.
Con chọn câu C. Con chọn C. Ok, vì sao? Con cứ trả lời đi, con cứ nói. Bởi vì ba cái kia đều làm bằng đá. Còn câu C thì con không biết làm bằng gì nên con chọn đại. Bằng đá hả? Ok, được rồi. Các con nhìn nhìn kiểu mình generalize nó lên, mình nhìn tổng quan đúng không? Apartment thì là đang chỗ ở này, là tòa chung cư này, là nó sẽ gọi là ở thành phố. Còn những ba địa điểm còn lại thì là ở gọi là không phải là, nó sẽ là những cái địa điểm du lịch đúng không? Cave Island và Mountain. Apartment thì cũng có thể hiểu đây là một loại nhà, một loại nơi trốn, một loại một nơi để ở. Ok, apartment ở đây là chung cư này. À đâu, là gì nhỉ? Căn hộ. Căn hộ. Cave là gì? Bạn làm biết, cứ nói đi. Cứ mở mic mà nói. Là cái hang không? Hang, ok, cái hang. Tôi đọc là gì nhỉ, các con nhỉ? Có phải là Iceland không? Island. Island, đúng rồi. Chữ S không được đọc lên. Island là hòn đảo đúng không? Ok, và cuối cùng là mountain. Tiến Đạt biết này chưa con? Tiến Đạt nhớ cách em biết chưa? Em biết rồi ạ. Ok, rồi, tốt. Rồi, số 5 nào. Bạn là Duy Kiên đâu rồi? Ôi trời ơi, Duy Kiên của Khoai ơi. Khoai Duy Kiên đây. Ok, rồi, con vào muộn một chút đúng không? Thì bây giờ cô sẽ nói lại. Đây là đề bài của chúng ta là Circle the Odd One Out. Có nghĩa là tìm từ khác loại. Tìm cái... trong số 4 từ họ cho. Ok, thì từ nào là từ khác loại trong câu số 5? Câu 5 em chọn câu B. B, ok, vì sao? Con cứ nói đi. Câu A, câu C, câu D là thức ăn, còn câu B là hành động ạ. Chuẩn, đúng rồi, giỏi. Ok, play của chúng ta là động từ chơi. Ba từ còn lại là không phải đồ ăn đâu đúng không? Nó là danh từ. Làm sao mình ăn được candle đúng không? First là hoa quả này. Candle là cái nến. Và cuối cùng birthday cake các con biết rồi là bánh sinh nhật. Ok. Thế nhá. Đấy là bài Odd One Out của chúng ta. Có bạn nào chưa hiểu không? Hôm nữa cô sẽ có một vài bài nữa để chúng ta ôn lại. Rồi. Nhìn chung bài này là như vậy. Nếu các con muốn ghi lại nghĩa thì mình có thể ghi vào nhé. Theo chúng ta có bài số 2 là complete the sentence with suitable words. Ok, bạn Minh Quân đâu rồi? Có thể đọc giúp cô cái đề bài này không? Và nói cho cô biết là chúng ta phải làm gì trong bài này. Nói cô là bài này họ nói là điền những từ thay câu hoàn chỉnh. Điền từ vào chỗ trống đúng không? Nhưng phải điền từ phù hợp vào chỗ trống. Ok, Khánh Hà, con ơi, con không viết lên màn hình nhá. Rồi, bắt đầu. Những từ họ cho là with, when, does, songs và how. 5 từ tương đương với tương ứng với 5 chỗ trống ở 5 câu mà họ cho. Ok, nào chúng ta sẽ làm lần lượt nha. Bạn Minh Quân, con làm luôn cho cô 1. Em nói cô, câu 1 là Nam often does morning exercise. Đúng rồi, Nam often does morning exercise. Câu này mình đã có chủ ngữ là Nam rồi. Và mình đang thấy thiếu là động từ ở đây. Thế thì mình sẽ nhìn xem ở trên 5 từ này có từ nào là động từ không. Mình chỉ có 2 từ là went, là quá khứ của từ go. Và từ does là từ đã được chia ở chủ ngữ là ngôi thứ ba, số ít á, đúng không? Từ động từ do mà ra. Thế thì chúng ta sẽ dùng từ nào? Went hay là does? Bởi vì chúng ta có từ often là trạng từ chỉ tần suất, nên đây chúng ta sẽ phải dùng thì hiện tại đơn đúng không nào? Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải sử dụng từ does ở đây nhá. Nam does morning exercise. Nghĩa là Nam tập thể dục buổi sáng, Nam thường xuyên tập thể dục buổi sáng. Ok, được rồi. Đấy, chúng ta sẽ làm như vậy nhá. Tiếp theo chúng ta có bạn Khánh Hà nào, làm giúp cô câu số 2 xem chúng ta sẽ điền từ gì vào đây. Trong những bài như thế này, nếu mà con tự làm ấy, nếu con cứ làm những câu mà con biết rồi
sau đó mình sẽ dùng biện pháp loại trừ cho những câu mà mình chưa biết nhá. Rồi, còn ở đây thì mình chúng ta sẽ làm lần lượt. So hi, Khánh Hà đâu con? Con ạ. Ừ. Có phải Ngọc Ánh vừa nói không? Dạ phải. Cô gọi mãi bạn Khánh Hà không nói. Ok, thì số 2 con làm cho cô. Ngọc Ánh. Con thương cô là after school he does his homework with his classmates. Đúng rồi, câu này thì hoàn toàn chúng ta phải dựa vào nghĩa rồi. Sau giờ học, anh ấy làm bài tập về nhà với bạn cùng lớp của anh ấy. Ok, with ở đây có nghĩa là với. Do his homework with his classmates. Ok, đúng rồi. Tiếp theo, Ngô Châu nào, bạn Châu đâu? Rồi, chúng ta sử dụng hai từ rồi đó. Em thưa cô, câu 3 là how did you get there? Đúng rồi, sao con biết vậy? Sao con biết là mình phải điền chữ how vào đây? Dạ, ở lớp em cũng học cái môn này rồi. Không, cô không hỏi là con có học hay không. Cô muốn con giải thích vì sao mà con biết là con phải dùng chữ how ở đây. Tất nhiên mình học thì mình phải biết làm rồi đúng không? Nhưng mà con giải thích câu này như thế nào? Chẳng nhẽ là giải thích là tôi học câu này rồi nên tôi biết làm. Giải thích thế nào cho đúng chứ. Em giải thích giùm cho cô. Rồi, thế thì anh Duy giải thích hộ bạn Châu xem nào. Cô về cái chữ how này là nó thuộc dạng là câu hỏi. Ờ, đứng đầu câu thì một là mình phải để cái gì nhỉ? Từ để hỏi đúng không? Từ để hỏi mình muốn biết nó là gì thì mình phải nhìn vào câu trả lời của nó. Câu trả lời người ta đang nhắc đến một phương tiện đúng không? Phương tiện đây là bằng xe khách. Thế thì mình phải hỏi là cậu đến đó bằng cách nào? Đúng chưa? Thì mình sẽ dùng từ how. Ok, how did you get there? Cậu đến đó bằng phương tiện gì thế? Tớ đến đó bằng xe khách. Ok, được rồi. Tiến Đạt câu 4 nhá. Tiến Đạt tự mở mic con ơi. Em là cô là I went to the... Rồi, I went to the theater last night with my parents. Chuẩn luôn. Thế con cô hỏi một chút là vì sao con lại biết là dùng từ went. Nếu như mà giả sử đi họ không cho mình những cái từ này, thế mà cô tiền điền từ go ở đây được đúng không? Đạt. Cô điền từ go ở đây cũng đúng á? Chắc không? Chúng ta có trạng từ chỉ thời gian ở đây là last night. Mà last night thì không phải là bây giờ nữa đúng không? Last night là ngày hôm qua rồi, mà những cái gì xảy ra ngày hôm qua thì nó ở trong quá khứ. Thế thì chúng ta phải biến đổi từ go thành went. Và nó sẽ có nghĩa là tôi đã đến rạp chiếu phim tối qua với bố mẹ của tôi. Ok, chưa? Go ở đây không chấp nhận được đâu nhá. Không được dùng go đâu. Vâng ạ. Ok. Đặt đi như nào nhỉ? Cấm dùng từ go ở đây nhá, bởi vì có từ last night. Rồi, câu cuối cùng. Khánh Hà. Lúc bây giờ nha, cô thử bật mic lại cho Khánh Hà nha. Cô không cấm con này đâu. Cô vừa ask rồi ấy, cô vừa hỏi con là để mở mic ở đây, con thử mở lại xem nào. Đâu rồi? Đâu rồi con? Không được á, sao lại thế nhỉ? Con có cắm tai nghe vào máy không vậy? Cô không ấy đâu, cô không tắt cái gì của con đâu. Khó quán nhỉ. Diệu Minh nhá, chưa gọi Diệu Minh. Rồi, làm cho cô câu cuối cùng. Cô em nói cô câu cuối cùng là they sang English songs. They sang English songs beautifully. Rồi, họ hát những cái bài tiếng Anh rất là hay. Ok, they sang English songs beautifully. Ok, thế nhá, con nếu mà con gặp bài này thì mình cứ điền thôi. Còn từ nào, cái câu nào các con không làm được
nếu con bỏ qua, nếu con làm những câu mà con biết làm, rồi sau đấy mình dùng biện pháp loại trừ. Ok, nhớ là để ý cho cô những cái trạng từ chỉ tần suất này hoặc là trạng từ chỉ thời gian nhé. Ok, tiếp nào chúng ta sang bài đọc. Dễ quá đúng không? Bài này có mấy câu nhỉ? Có 5 câu. Thế thì để cô đẩy cái này lên một tí xem nào. Không được không nhỉ? Không lên. Được mà cô. Cô đang định cho nó khoảng cách nó ngắn lại nó sẽ lên được ấy. Đấy. Kiểu vậy. Rồi. Đấy, nhìn rõ chưa? Ok, các con dành thời gian làm đọc bài này trước. Đọc nha. Có từ nào con không biết không? Các con có thể viết vào trong phần chat để con xem là cái từ nào con thấy nó là từ mới hoặc là con không hiểu nghĩa không? Vậy cô cần một bạn đọc giúp cô nhé. Bạn Thanh Nha đâu rồi? Thanh Nha chưa gọi. Ok. Vậy đọc giúp cô cái bài này xem nào con. Thế ạ, cô nghe đây. Rồi bên con ổn nhá. Đây rồi. Ok, rồi cô có số lượng gọi phải gọi bạn khác rồi, bạn Diệu Minh nhá. Diệu Minh ơi. Làm giúp cô xem nào. Em gọi cô là his name is Fox. He lives in a house in the city. Near his house phải to hơn chút được không? A clinic. Đúng. He is a student. He studies. He study at Les. Primary school. Mm. His house near his school, so he often goes to school on foot. He goes to school in the morning. In the afternoon, he often does his homework. And helps his mom with some little things. Rồi, ok. Cô thấy là khi mà các con đọc, à đâu khi mà bạn gì nhỉ? Diệu Minh đúng không con? Khi mà con đọc con hay bị bỏ mất cái âm S ở cuối lắm. Chẳng hạn there e này. There is a đúng không? There is a supermarket. He studies at Lesson Primary School. Okay. He often goes. Đây là từ goes, không phải là goes đâu con nhé. Nó từ go thêm chữ S. Đúng không? Thêm S thì nó là goes. Thế thôi. Cả từ studies cũng thế. Studies. Okay. Rồi. Clinic. Đúng không? Chúng ta có từ clinic. Đây là phòng khám nhé. Trong tiếng Anh nó nghĩa là phòng khám. Đây là một địa điểm thôi. Nó giống như là a bank, a post and a clinic. Ok, clinic là phòng khám. Ok, cô sẽ hỏi con lần lượt nhé. Ok, what is his name? Dễ quá. Khánh Hà con mở được mic chưa? Chưa hả? Thế cô sẽ gọi bạn. Ui, ai đấy? Em cô. Thì em trả lời cho anh. Ok. Em à? Bạn Ngô Châu lúc nãy chưa trả lời được. Đấy, cô gọi bạn ấy trước nào. Chào cô tí. Rồi, lần lượt. Cô sẽ gọi lần lượt. Em đưa cô là
Câu 1 là name is Phong ạ. Cái gì name? Cái gì? Nói lại cho cô xem nào. Name is Phong. His name. Đúng không? Ý con là thế đúng không? His name is Phong. Bài đọc nhá. Khi mà con đã tìm ra được cái thông tin rồi ấy, thì con viết đi hết cái câu đấy vào. Đừng có bỏ mất cái chữ cả nhá. What is his name? His name is Phong. Rồi. Tiếp theo. Bạn Tiến Đạt nè. What does he do? Cái câu này, cái câu what does he do? Nó đang muốn hỏi gì về, nó đang muốn con đưa thông tin gì? What does he do? Khi mà nhận được câu hỏi như thế này, thì con sẽ cung cấp thông tin gì? Đang chưa tìm ra thông tin cô ơi. Bởi vì con chưa hiểu câu hỏi. Ok, Ngọc Ánh. And thưa cô là what does he do? He is a student. Đúng rồi, he is a student. Khi mà các con nhận được cái câu hỏi là what does he do hoặc là what do you do ấy, chứ không nó không nghĩa là bạn làm gì đâu, nó không hỏi mình là hành động ngay bây giờ, nó hỏi về nghề nghiệp của con ấy. Ok, what does he do? Anh ấy làm nghề gì? Không phải là anh ấy làm việc gì nhá. Ok. Thế mình trả lời là he is a student. Mình sẽ khoanh vùng thông tin nó ở đây đúng không? Cô cho nó một cái màu sắc gì đó ở đây nhé. Màu đỏ. Đấy, câu 1 là his name is Phong này. Câu 2, nếu mà mình hiểu được câu hỏi what does he do? Là muốn mình đưa ra thông tin về nghề nghiệp thì mình sẽ biết được là mình phải viết câu này vào. Ok, được rồi. Câu số 3, anh Duy nào. Duy đâu con? Does he live? Con này cô. Freeside? Câu 3. No, she doesn't. He live in the house in the city. No, she doesn't. No gì? Con biến đổi giới tính của người ta. No, he doesn't, đúng không? No, he does. Live in a house in the city. Okay, no he doesn't. Con có thể viết ở đây là đủ. Đừng viết thêm nữa. Đây là câu hỏi yes no question mà đúng không? Họ chỉ cần mình trả lời là có hay không thôi. Con điền no he doesn't là đúng rồi. Nhưng mà nếu mà họ hỏi thêm thì con sẽ ghi cái câu này vào. Đúng chưa? Nếu họ hỏi là where cơ, họ hỏi là where does he live cơ, thì mình mới nói là he lives in a house in the city. Nhưng mà đến đây là được rồi nhá. Đừng viết thêm. Càng viết nhiều thì càng sai. Ok chưa? Có những ai mà chấm chặt ý. Họ bảo đưa thừa thông tin. Thế là bị trừ điểm thì sao? Đúng không? Ok, tiếp nhá. Số 4 này. Where is his school? Where is his school? Anh Khoa đâu rồi? Không nghĩ là câu này con làm được. Thưa cô và nghe hít hào. Đúng rồi, thì con trả lời cả câu như thế nào, phải có chủ ngữ và vị ngữ cho đúng không? Đầu tiên chủ ngữ là his school is. Đúng rồi. Near his house. Vâng luôn. Is near his house. Vâng rồi. His school is near his house. Trong cái thông tin ở trên bài ấy, nó lại đảo lại đúng không, là nhà của anh ấy gần trường. Nhưng khi trả lời, họ hỏi là địa điểm của trường nó ở đâu, thì mình phải trả lời là trường của anh ấy ở gần nhà. Ok, tốt. Ok, đúng rồi. Rồi, câu số 5 nào. Bạn Di Kiên nào. When does he go to school? Di Kiên đâu rồi con? Bye. When does he go to school? Ở đây chúng ta lại gặp một từ để hỏi. Từ này là từ when. Từ này để... Khi mà mình gặp từ when thì mình phải đưa thông tin gì hả con? Tin về cái gì? Kiên nhỉ? Dạ, em cô. Trả lời là
He goes to school in the morning. Đúng rồi, viết cả cái câu này vào. Nhớ chia động từ. In the morning. Ok, xong. Khi mà gặp từ when, mình phải đưa ra thông tin về thời gian. Khi nào? In the morning. Ok. Chứ nếu mà mình lại đưa ra thông tin là he go to school on foot là sai đúng không? Anh ấy đến cách là anh ấy đi bộ đến trường thì là sai. Mình phải đưa ra về thời gian in the morning. Ok, được rồi. Tiếp nè. Bài này chúng ta đi đến bài viết. Ok. Bây giờ cô sẽ lại cho cái này nó nhỏ lại. Ok rồi. Đây là bài pre-order the word. Bạn nào đang mở mic có thể tắt giúp cơ được ha. Minh. À đâu? À, Minh Quân à? Hơn được Minh Quân cũng được. Ok con. Pre-order. Pre-order the word. Là con phải làm gì bài này? Con phải làm gì ở bài này? Em nói con pre-order the word là sắp xếp lại các từ. Đúng rồi, sắp xếp lại từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh và có ý nghĩa đúng không? Rồi, cô cảm ơn. Henry ơi, làm giúp cô câu 1. Là thưa cô là Linda and I. Để con cứ nói đi, cô sẽ viết. In cái gì? In the gym à? In the gym. Ok. Coi như là con đã làm xong. Thế khi mà con đã viết xong câu này rồi thì con có phải đếm lại không? Có đúng không? Có. Đếm lại xem là có đủ không? Đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn rồi. Ok. Linda and I play volleyball in the gym. Khi mà mình làm những cái bài như này, đầu tiên mình phải tìm chủ ngữ. Sau đấy là động từ. Và cuối cùng là những cái thông tin thêm vào đó. Ok. Một câu bắt buộc phải có chủ ngữ và động từ các bạn nhá. Đừng có quên. Rồi, câu 2. Châu đâu rồi? Ngô Châu. Ok, làm giúp cô bài. À, câu số 2. Châu nhá. Con nhá. Câu 2 là Câu hai là chủ ngữ thì đúng rồi. Ok, bắt buộc là phải là chủ ngữ rồi. Thế động từ là gì con? Con cứ phải tìm động từ cái đã, tìm chủ ngữ và tìm động từ cái đã. Động từ trong câu 2 là gì? Mình họ cho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Cũng là 8 từ. Chủ ngữ là ai rồi? Động từ là gì? Các friend cô. Ừ, ai nói đấy? Often á? Often là động từ á? Chết rồi. Không phải rồi. Ơ Châu ơi. Là do. I do. Đang nói nhỉ? Có phải Tiến Đạt à? Cô đang hỏi bạn Châu cơ mà. Từ để cô hỏi bạn ý. Đâu rồi? Châu ơi con. Nếu con không trả lời được thì con cứ bảo cô là con chưa trả lời được. Không, để cô sẽ gọi bạn khác. Có thể các bạn khác sẽ biết làm. Mình đỡ mất thời gian. Ok. Ok, được rồi. Tiến Đạt nào. Tiến Đạt đâu rồi? Em đây ạ. Ờ, động từ là gì con? Ừ. Chứ, ok, gì nữa? Thế là mình loại bỏ được hai thành phần là I và do rồi, mình chỉ còn các từ còn lại thôi. Con làm nốt câu này được không? I do often in my, con vừa nói thế đúng không? Để cô viết ra đây cái đã nhá, rồi con sẽ check được xem là đúng hay sai, được chưa? Nào nói tiếp nào.
Homework. Homework. Tiếp nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai từ nữa, đúng chưa? Thì nữa là đạt nhở? Nhanh, con còn phải đi thi đúng không? Nốt con này là cô cho con đi thi. Nào, gì nữa con? The afternoon. The afternoon. Câu này đúng chưa? Hợp lý về ý nghĩa chưa? Hôm trước cô dạy con là trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng ở đâu so với động từ thường ấy nhỉ? Đứng sau. Sau à? Thế rồi, thế thì không nhớ lời cô dạy rồi. Nó phải đứng trước. Con. Nha. Often phải đứng trước động từ thường này. Cô dạy. Đưa nó về đây. Often do. Cái cục này là đúng rồi này. Cái đoạn này đúng rồi. Mình xét đoạn tiếp. My homework the afternoon. Có ý nghĩa không vậy? Con phải do cái gì chứ đúng không? Con phải làm cái gì? Do homework. Do homework. Ờ, con cho nó đưa về đây đi. Con nhầm. Ờ, đúng rồi. Lại đưa nó về đây. Chưa? Đấy, thế là câu hoàn chỉnh rồi. Thế thôi, dễ mà đúng không? I often do my homework in the afternoon. Ok, do my homework là bài tập về nhà, là một cụm là mình đã học rồi. In the afternoon là cụm từ chỉ thời gian, là vào buổi chiều. Ok, rồi tiếp theo bạn nào đang vẫn nói nhỉ? Bạn nào đang nói nhỉ? Đâu à? Ok. Tiếp theo cô sẽ gọi bạn Minh Quân đâu nhỉ? Hey. Cô là đạt đi mất rồi. Cô ba là what is his address? Okay, what is his address? Okay, được rồi. Thế cô hỏi con câu này, con nói thế nào cũng được. What is his address? Khi con nhận được câu hỏi này, con trả lời như nào? Cô là câu trả lời là his address is his address is 123 Chanhung Dao Street. Đúng rồi. Đúng rồi, bịa ra đúng không? Okay, his address is at 123. Đọc là 123 à? 123, đúng không? Chanhung Dao Street. Rồi, okay, cảm ơn con. Tiếp theo nè, bạn nào? Khánh Hà mở được mic chưa con ơi? Hay con có thể thoát ra rồi mình vào lại xem sao nhé? Khánh Hà nhé. Rồi bây giờ cô gọi bạn Thanh Nha này. Câu số 4, làm cho cô câu số 4. Alo. Thanh Nha có đấy không con ơi? Alo, alo, alo. Cháu thưa cô là how do you go to school? Đúng rồi, how do you go to school? Cô hỏi con này, how do you go to school? How do you go to school? Anh nha đâu rồi? Do you go to school? Bật mic đi con. Khánh Hà. Khánh Hà con cứ thoát ra rồi mình vào lại. Được. Bạn đang nói bạn Thanh Nha đâu? Rồi đây đây. Tôi có hỏi bạn Anh Duy vậy. How do you go to school? I'm go to school à, every day. No, I'm no, go no. À. Thế rồi. How cơ mà.
how chứ không phải how often đâu, đúng không? I'm going to school by bike. Không phải rồi, chết rồi. Đầu tiên là thì hiện tại đơn. Dùng động từ go. I go, đúng không? I go to school by bike. Nếu trả lời câu này. I go to school by bike. Thôi, đúng vậy. Cũng vậy là đầu tiên cô thấy nghe con bảo là I'm go hay sao? I'm go. Xong rồi con lại bảo là I went. Nhưng mà không, con cứ nhìn vào thì của nó chỉ ở thì gì thì mình trả lời thì đấy thôi. I go to school by bike. No. How, chứ không phải how often nhé. How là hỏi về cách thức. How often hỏi về tần suất. Rồi, số 5, số 5, số 5, số 5. Khánh Hà con vào được lại chưa? Ừ. Đây à, hình như là máy của con hồ mic. Nên là cô còn không mở được mic con cô. Con nạ. Khánh Hà đâu à? Chờ cô tìm bạn Khánh Hà thêm bạn ở đâu. À, chữ unmute này. Mở được chưa con ơi? Khánh Hà ơi. Khánh Hà ơi. Không được. Thế Kiên. Để cho cô này em sắp xếp lại là Tom watches TV twice a week. Tom watches, đúng rồi, TV twice. Twice a week nghĩa là gì hả con? Để cô là 2 lần một tuần. Rồi, thế cô hỏi thêm, nếu mà 3 lần một tuần thì mình nói như nào? Để cô là twice a week. Rồi. 1 với 2, một là once, một lần. Twice là 2 lần, đúng chưa? Thế biết sai. 2 lần. Nhưng mà từ 3 trở đi, từ 3 cho đến mãi mãi, cho đến 1.000, 1 tỷ, 1 bao nhiêu, 9 tỷ gì đấy. Bao nhiêu cũng được. Thì mình sẽ lấy con số. Lấy con số. Rồi đi cộng với cái gì? Tham thêm số nhiều, là mấy lần nhá. Thế bao nhiêu lần? Thế thôi. Once là một lần, twice là 2 lần. Chỉ có 2 cái này biến đổi thôi. Các cái còn lại. 100 times, 9 billion times, 9 tỷ lần là times hết nhá. Ok. Được rồi. Chào. Đấy chưa? No, he doesn't nhá. Không cần biết thêm gì đâu con ạ. Next one. Đây là may mắn cho con là không phải là đề bài bằng tiếng Việt, không phải tiếng Anh là dễ hiểu. Ok. Đức Kiên ơi, không phải cộng với TH cái gì đâu nhá. Nhầm đấy nhá. Ok. Bạn nào nhỉ? Anh Khoa lúc nãy là chưa trả lời được câu này đúng không? Bây giờ cô sẽ gọi con làm câu 1 này, xem làm được không nhá. Bài này đi nhanh nhá. Bài này chúng ta đi. Bài khác thì đi rất là chi tiết rồi. Bài này nhanh nhá. Nhìn một phát biết luôn. Nhìn một phát biết luôn là chọn gì đúng không nhỉ? Con nhỉ? Cứ cô và Bi. Bi à? Lát chắc không? Chắc không? Chắc không? Từ nào từ các bạn? Ok, cô hỏi bạn Châu xem có trả lời được không này. Con cứ mạnh dạn lên. Trời ơi, con cứ bạn Châu cứ mạnh dạn lên. Nếu mà biết thì nói là con biết. Nếu không biết thì bảo là con chưa biết. Cô nhờ các bạn khác giúp con thôi, sao đâu. Ok, câu 1 nha. Chúng ta phải đi phân tích đúng không? Có 4 từ từ khác loại. Ừ. Nhìn phát biết. Nhờ. Không trả lời cô à? Cô ơi, em chưa biết câu 1. Em chỉ suy nghĩ ra một câu thôi ạ. Nếu như mà con làm bài này thì con sẽ làm câu nào?
kể cả bừa nhá, kể cả bừa đi, nói cho cứ cho cô một đáp án. Các con khi con chỉ làm thế, con chỉ làm được câu 4 thôi ạ. Các con chỉ làm câu 4. Thế lần nữa cô gọi lại con làm câu 4 nhá. Ok con. Henry. Con nghĩ là câu B. Câu B. B vì sao? Log. Giải thích không? Log. Log là rộng. Log là đọc là log. Trang trí về đặc điểm. Đặc điểm. Thế cái file này không phải là chỉ đặc điểm mà con? File này là chỉ về trạng thái. Và đặc điểm. Đúng không? Thế còn từ early thì sao? File là khỏe. Early thế... là sớm. Ừ. Thế sớm. Thế nó khác. À thế thì nó từ large và early khác nhau như nào? Early là nói về yeah. Nhưng mà chúng ta chưa nói từ not nhỉ? Thì từ not là chỉ cái gì? Nó là chỉ về nó. Nó âm not là gì á cô ạ? Chỉ cái gì? Chỉ cái gì? Chỉ cái gì cô? Đầu tiên cô phải sửa cho con cách đọc cái từ này đã, là large, là g, phải là g cái gì đó nhá. Large. Large. Rồi, ok. Anh Duy như là biết làm câu này rồi. Giúp bạn Henry xem nào. Con chọn câu C. Đúng rồi, chính nó đấy. Chính nó đấy. Rồi, nhưng mà vì sao? Bởi vì nó là không có gì hết khác với mấy chữ kia. Mấy chữ kia? Các A, B, D là loại từ gì đấy con? Là loại từ chỉ một thứ gì đó. Tính từ. Tính từ. Có câu hỏi có mấy loại từ trong tiếng Anh? Ba loại từ. À, rồi, cứ kể cho cô xem nào. Tính từ. Tính từ, đúng rồi. Danh từ. Tính từ là những từ chỉ trạng thái, đúng chưa? Danh từ là những từ chỉ gì? Chỉ những chỉ vật, như là chủ ngữ, chỉ vật, người hoặc là vật hoặc là sự việc thì là danh từ. Rồi gì nữa? Trạng từ. Trạng từ, đúng rồi, giống như là trạng từ chỉ tần suất ấy, đúng chưa? Ok, còn một cái nữa. Động từ. Đúng rồi. Động từ chỉ cái gì? Chỉ những hoạt động. Đúng rồi, hoạt động, hành động. Đúng rồi, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Bốn loại trong tiếng Anh là chính nhá. Ok, thì A, B và D là trạng từ. Fine, là giống như I'm fine, tôi khỏe. Hoặc là một cái gì đấy nó rất là fine, nó có nghĩa là rất là đẹp. Đấy. Large là lớn, rộng lớn. Early là sớm. Ok, rồi early như kiểu tôi đi học sớm, I go to school early. Not ở đây nó là phó từ. Con chưa cần biết đâu, chỉ biết là nó không phải là tính từ thôi nhá. Nhắc lại là được. Ok, rồi số 2. Bạn nào bây giờ? Thế nhá, các con không đọc từ này là large nhá, large. Henry hiểu chưa? Đấy. Con hiểu rồi cô ơi. Ok con. Fine, large và early đều là tính từ trạng thái. Rồi, Minh Quân là làm cô tiếp câu số 2 xem nào. Em nói cô là em sẽ chọn của A. Ok, vì sao thế con? Bởi em nghĩ là grad này là tính từ, còn câu con B, C và D là danh từ. Con có biết nghĩa của từ grass là gì không? Dạ có, cô có. Là gì con? Dạ có. Có dấu hỏi. Có. Chết rồi. Cỏ. Cỏ. Thảm cỏ ấy không? Grass là cỏ nhá. Giống như là cỏ trong công viên ý. Đấy. Cỏ
có sách ấy. Con nói cỏ đó, con nói cỏ đó, tự nhiên cỏ vô hồ mà... trời ơi. Nhưng thế sao con lại bảo là nó khác ba từ còn lại? Con đang chưa hiểu đúng không? Con đâu có nói khác đâu. Sao đây, con nghe nhầm. Cua má. Đây con chọn cua má. Câu dê. Con hỏi con đâu Henry, con hỏi bạn Minh Quân cơ mà. Hỏi bạn Quân cơ mà, sao có Henry con cứ tự mầm ấy thế? Con đang hỏi bạn Quân cơ mà, đúng không? Rồi, cô lại hỏi bạn Quân tiếp đây này. Cô đang hỏi bạn Quân nhá. Cô hỏi bạn nào bạn đấy trả lời bạn khác. Khi nào đến lượt thì cô sẽ hỏi. Hoặc là nhắn cô với ông chat thì cô biết được nhá, không tự mầm ấy. Rồi, Quân ơi. Đấy là con chọn A đúng không? Đấy, thì chúng ta phải đi xem nghĩa ở các từ này. Grass là cỏ này, vegetable là cái món là quen thuộc rồi là gì hả con? Hả Quân? Cứ mở mic đi. Vegetable, vegetable là rau. Rau đúng rồi, rau. Tree là cây. Cây đúng rồi, thứ cùng là school là gì? Trường học. Trường học đúng rồi. Thế con chọn lại được không? Chọn lại là gì? Nó có là em chọn là gì? Đúng rồi. Đúng rồi, phải chọn school. Người khác liên quan đến rau, cỏ, cây này, nó là kiểu thực vật ấy. Hey, còn trường thì nó là danh từ, nó là khác rồi. Ok, nhớ nhá, grass là cỏ con nhá. Nó không phải là loại từ khác gì đâu. Ok, được rồi. Số 3 này. Bây giờ mình nhìn thấy bạn Duy Kiên nhá. Đây là cô nhìn thấy củ khoai. Anh Nha con có đấy không con ơi? Mãi chưa gọi bạn Ngọc Ánh nhỉ? Ngọc Ánh đang gọt cái gì ấy? Con đang gọt cái gì đấy? Giỏi phết, dùng dao giỏi phết đấy chứ. Hồi bé cho cô, một bé cho con, cô chả được dùng dao đâu. Bố mẹ cô sẽ sợ cô cắt vào tay. Rồi, số 3 nào. Con sẽ chọn gì? Con thưa cô, số 3 là con chọn câu C. Ok. Rồi, con cứ nói đi. Vì sao? Nhớ là phải có câu giải thích thỏa đáng nha, hợp lý nha. Giải thích đi con. Hồi nãy mà cô bị đơ hả cô? Ừ, cô chưa nghe gì đâu. Cô chưa nghe con nói gì đâu. Cô thì chỉ thấy con bảo là chọn C đúng không? Nhưng mà vì sao? Con phải giải thích cho cô. Con thưa cô, bởi vì capital là kiểu cái capital là kiểu cái thành phố thị trấn, còn cái city là thành phố, apartment là căn hộ, còn countryside là vùng nông thôn. Khác nhau ở đâu nhỉ? Cô vẫn chưa hình dung ra được. Con dựa vào nghĩa hay sao, hay con dựa vào gì? Capital là thủ đô à? Cô cứ viết ở đây á. City là thành phố à? Còn dựa vào nghĩa. Ừ. Trong nghĩa là nông thôn lại khác vậy. Nghĩ như thế nào mà con lại bảo là... Bởi vì apartment là căn hộ, nhưng mà căn hộ lại là ở thành phố, còn countryside là vùng nông thôn. Còn... Countryside là vùng nông thôn. Thủ đô cũng là ở thành phố. Countryside là của căn hộ nha. Thế mình cái câu này cô thấy là mình nên giải thích giống như cái câu trước. Apartment là một loại nhà. Thế còn cái khác nó là những địa điểm ở trong một đất nước đúng không? Có capital này, trong thành phố, trong một đất nước cũng có thành phố này, và cũng có cả vùng nông thôn nữa. Apartment là một cái gì đấy nó phạm vi nó hơi bé và nó thuộc cái nội dung là loại nhà đúng không? Một loại nơi ở căn hộ nhá. Rồi, ok. Tiếp theo nào, bây giờ cô gọi bạn Henry này. Làm với cô 4 nhá. Cô 4.
con sẽ chọn đáp án nào? Câu C đúng không? Đúng rồi, vì sao? Do câu C là nói taxi là nói về một cái gì vậy? Cái gì? Cái nếu con không giải thích, nếu con không giải thích từ câu C thì con giải thích ba câu còn lại xem nào. Đúng không? Còn bài là nó bằng cái gì đó. Nó được làm bằng cái. Nếu như mà con dịch bằng cách giải nghĩa ấy, thì hơi khó. Bây giờ con hãy quy về vào một cái nhóm đi. Taxi nó không thuộc cái nhóm của by, at và from. Thì cái nhóm của by, at và from là nhóm gì? Nó là loại từ gì? Loại từ... Đây là... giới từ. Ở đâu? Mình có loại từ nữa là giới từ, nó gồm các từ in, at, on, under, behind, by, nhiều lắm. Giới từ, còn taxi ở đây, một mình nó là danh từ. Hoặc mình có thể giải thích ngược lại, taxi là danh từ và ba từ còn lại không phải là danh từ. Đúng chưa? Rồi, lúc nãy là cô... Ok, bây giờ cô hãy thử thách. Cô hãy thử thách bạn Ngô Châu không làm cái câu có biết làm nữa mà làm cái câu số 5. Châu đâu rồi? Câu này rất dễ. Ok. Em câu này em chọn đáp án là C ạ. C à? Sao con ơi? À, em biết đáp án còn không giải thích được rồi. Đây cũng chưa phải đáp án. Ok. Lúc nãy cô nói đi nói lại cho con các con nhiều rồi đúng không? Cái từ when này là đi từ từ nào mà ra? Châu, cô đang hỏi con. When nghĩa là gì? When nghĩa là gì con? Nhớ không? Nhớ à? Go. When là quá khứ của từ go. Bình thường con nói là I go to school. Đúng không? Every day đi. Đây là thì hiện tại đơn rồi thì mình vẫn giữ nguyên câu là động từ nguyên thể. Nhưng mà mình muốn nói là hôm qua tớ đi học bằng xe đạp cơ. Hôm qua tôi đã thực hiện cái hành động đi học bằng xe đạp. Thế thì mình phải biến đổi cái từ go này từ hiện tại sang quá khứ là mình phải biến đổi nó thành when. I went to school by bike. Con hiểu không? Khi nào dùng go, khi nào dùng when không? Đâu đâu rồi? Nói yesterday và cho nó rõ nha. Đấy. I go to school every day. Every day là từ chỉ thì hiện tại đơn. Yesterday là chỉ quá khứ. Nên mình phải biểu từ go sang when. Hiểu chưa? Và đây là từ quy tắc, con chỉ phải con, cái việc của con là phải nhớ chứ không có quy tắc nào cả. Go sang went. Rồi trở về câu 5 thì went là quá khứ, động từ trong quá khứ và các từ còn lại là động từ nguyên thể. Chưa có chia cái gì cả nên mình phải chọn A. Chưa? Thế thôi. Cả 4 từ này đều động từ nhưng went là động từ trong quá khứ và những từ còn lại là từ động từ nguyên thể. Nên mình phải chọn câu A. Ok chưa? Hiểu chưa con Châu? Con hiểu chưa? Ok. Ui, còn một phút. À, cô xem bài có dài không nhá? Ngắn lắm. Làm nhanh nhá. Ok, cô hỏi. Bây giờ cô sẽ cho con tự động bật mic. Cô sẽ đọc câu này lên và con khi nào cô hỏi là các con điền câu gì, điền từ gì đi con. Đồng hành nhá. Đừng nói vội. Đến bài 3. Ok, câu 1 này, ... Did Lan go on holiday? Nha Trang. Ok, 1, 2, 3, con chọn A, B, C. B. B bò à? Ok, đúng rồi. Cô cần bạn
Anh Duy trả lời giúp cô vì sao lại chọn B. Dựa vào cái gì? Cô dựa vào câu trả lời. Đúng rồi, câu trả lời của chúng ta là gì? Nha Trang là một địa điểm nên... Địa điểm. Câu 2 này. He went to Jenna the chấm 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 city. A, B, C, 1, 2, 3, bắt đầu. Bạn nào nói nhỉ? Anh Duy bảo C à? Đâu thì đi C. Đúng không? Cô? Đây đúng không? Cô đã nghe hết đâu, cô nghe hết luôn cả bạn nói đâu. Chỉ mới thấy nghe chữ C thôi. Cô để cô nghe các bạn nói hết cái đã. Các con cứ tự bật mic lên nhá. Cứ tự bật mic lên mà nói. Là C. Bây giờ cô sẽ cho con nghĩa của ba từ này xem con chọn gì nhá. Coastal, beach, beach, bãi biển, town, thị trấn. Rồi chọn đi. C. B. B. Thành phố bãi biển á. Y B. Y B. Rồi. Nghe cô nói, các bạn nghe cô nói. Khi mình muốn điền bạn nào. Rồi. Ở đây thì bạn nào tắt mic giúp cô bác ơi. Tắt mic nha. Ok. Thì gì ở đây là danh từ rồi. Cái từ nào muốn đứng trước danh từ? Loại từ nào phải đứng trước danh từ? Phải là tính từ đúng không? Mà mình chỉ có cái từ coastal là ven biển thôi. Cái đuôi này, cái đuôi AL này nó là tính từ nhá. Đấy, giống cứ như kiểu là international ấy, quốc tế, hoặc là national này, hoặc là local này. Đấy, chọn nhà ven biển nhá. Đà Nẵng là thành phố ven biển. Tiếp theo. Where chấm 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 he last summer. Ui, bạn Tiến Đạt vào này. Where chấm 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 he last summer Linda in his grandparents. Ok, gọi các con nói đi. B. 1, 2, 3. B. B, C. Nghe đi, cả C. B. 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 Anh Duy bảo C ạ. B. Con nói B. À, rồi. B. Có bạn nào có ý kiến khác B không? B. Duy kia con cứ có thể mở mic. Tiến Đạt nữa. Cô đang hỏi các bạn. Cô đang cho con tự động mở mic để trả lời câu hỏi. Câu số 3 này. Muốn điền đúng câu này thì mình phải xem đầu tiên là thì. Last summer, quá khứ, đúng chưa? Tiếp theo mình nhìn đến chủ ngữ he. Rồi. Thế trong câu ABC này có mỗi B và C là chia ở quá khứ, là động từ to be chia ở quá khứ đó, là was và were. Nhưng mà he ở đây là chủ ngữ số ít, cho nên mình sẽ chọn câu B nha. Rồi, where was he? Yeah. Last summer. Chúc mừng các con. Tiếp này. 4. Yeah. Chấm chấm chấm. Did you go? Cô đã mà biết cô lại đây. Đây. Rồi, bạn Ngọc Ánh bảo A này. Bạn khác thì sao? Các bạn khác thì sao? A. A. Đúng chọn A. Ok, Quân cũng bảo A. 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 Cô, A. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Để hỏi đến vì sao thì im hết cả. Rồi, nếu mà chúng ta chọn what thì câu này dịch là gì? Bạn đã làm gì khi bạn ở Đà Nẵng? Đúng rồi. What did you do when you were in Da Nang? Ok, đúng rồi. Thế mà vì sao lại không điền được when với cả where? When did you do? When lại còn when you were in Da Nẵng, đúng không? Where thì chắc chắn là vào đây là không đúng rồi. Làm sao mà do được cái địa điểm nào đấy, đúng không? Chẳng hạn như là mình hỏi là where did you go đi thì đúng. Nên là do để cộng với hành động. Bạn làm cái gì? Nặng. Sam này. Did you? Any photos here? Ok, ABC. B. B rồi. B. Ai nữa? B. 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 Nói một lần thôi. Nói một lần thôi, bạn đã bảo ai. Bạn Diệu Minh bảo A à? Rồi. B là đúng. Nhưng yeah.
Bởi vì sau trong câu hỏi, sau khi dùng trợ động từ thì chúng ta phải để động từ để nguyên thể. Nguyên thể, chuẩn rồi. Đây là câu hỏi yes no thì quá khứ chưa? Bạn có chụp bức ảnh nào đấy không? Did you take? Đúng rồi, đã có did rồi. Trong câu hỏi thì từ đơn không bao giờ từ nữa nhá. Ok. Nói này. What did Nam eat yesterday? What did Nam eat yesterday? Si. Đúng. Bởi vì yesterday là quá khứ nên mình phải dùng đúng rồi sau đó cộng hai đúng rồi ok đúng rồi eat ở đây là nguyên thể này sang quá khứ bởi vì có từ yesterday nên mình sẽ biến đổi nó thành eat ate từ này nghĩa là đã ăn chưa hôm qua Nam ăn cái gì anh ấy đã ăn cá cơm và canh rồi. My birthday is chấm chấm chấm. B. Câu C như thế nào đây cô? Câu C là gì đây? Cái từ nào, giới từ nào sẽ đi với ngày? Mẹ nhá. B. On Monday. Day on Wednesday, on Friday, on tất cả ngày trong tuần nhá. Bây giờ các con muốn nhớ là cái từ gì cộng với thứ thì con cứ nhớ là on Monday đi. Đúng không? Nếu mà đã dùng on Monday đúng rồi thì chắc chắn là on Tuesday, on Wednesday, on Sunday. Chưa? Nhớ một từ và áp dụng cho tất cả các từ còn lại. Đấy thôi đúng không? Tiếp nào. Chấm chấm. Do you have a test today? B. Đúng rồi. B thôi. B thôi. B. Đầu tiên đây là động từ. Đây là câu hỏi có động từ. Mà động từ thì phải được đi với trợ động từ. Đúng chưa? Thì chắn tôi không phải chọn A được. Chọn câu R là động từ to be được rồi. Will thì không phải. Will you have? Đây không phải là sự quyết định gì cả. Không phải hỏi bạn là will you go to the cinema with me? Không phải thế, không phải là cần đưa ra quyết định gì cả. Chỉ có hỏi là bạn có bài kiểm tra ngày hôm nay không? Yep, will you be? Ui, dễ đấy. Chí, luôn. Ai? Ai? Rồi, ok. Đã rồi, bởi vì chúng ta có trợ từ là will. Ok. Tiếp. We will meet our old friends. B. Đầu tiên nói cho cô, đây là gì? Đầu tiên nói cho cô đây là đây là thì tương lai đơn. Tương lai đơn dựa vào will meet đúng không? Rồi. Mà will không là tương lai mà tương lai thì mình phải cộng với một thời gian ở trong tương lai. Thì nào cho sáng yes. Giờ không phải. Last là chủ nhật năm ngoái là quá khứ cũng không phải đấy mình chỉ có next thôi, next Sunday và chủ nhật tuần sau, chưa chủ nhật tới. Rồi là tương lai. Ôi, triệu từ. Mà thôi. Em. Gửi cho các con hai cái bài này về mà làm. Nhá. Được. Cô nghĩ xem nào. Được, chữa luôn đi. Chữa bài nó bài 3 thôi. Bài đọc hơi lâu. Cô sẽ chữa nó bài 3 thôi nhá. Rồi, triệu từ thôi. Hai gì đây? Triệu từ đấy. Student. Đúng rồi. Đúng rồi. Khi mà các con muốn giới thiệu về nghề nghiệp của mình, thực ra là làm học sinh nghiệp đấy. Nó là I am a student đúng không? I am a student. To be đi với chủ ngữ am, à đi cùng với chủ ngữ I thì phải là am, bắt buộc. Last weekend we ... to Nha Trang. When. Yeah. Bạn Châu nhìn kỹ nha. Lâu. Mình họ cho mình động từ go nhưng thời gian lại ở quá khứ nên mình phải biến go thành went. Đúng chưa? Số 3 này. Are.
Thời gian là gì? Are having lunch. Are having. Thời gian. Lunch. À đã nào có nào có nào có nào rồi, có nào rồi, cô để nào cuối nhá. Nào ở đây nó là cái gì nhỉ? Các con nhỉ? Bây giờ là thì gì? Bây giờ là thì hiện tại. Giờ đâu? Ngay bây giờ. À, hiện tại tiếp diễn. Tiếp diễn đúng rồi, tiếp diễn thì chia động từ thôi con ơi. Are having. Đúng rồi, chuẩn luôn. Ok. Tiếp nào. Thời gian. Had. Yesterday, đúng không? Rồi. Quá khứ. Done. Từ had là nguyên thể. Khi muốn biến nó sang quá khứ thì mình phải biến nó thành had. Đúng không? Đây cũng là từ bất đắc nhá, cái này mình phải nhớ. Dung had noodles for breakfast yesterday. Hôm qua bạn Dung bạn đã ăn mì vào bữa sáng. Tiếp câu 5 nào. Đây là có lại có chữ not, nhớ là có chữ not, đây là phủ định. Rồi. I don't live. Phải xác định đẹp thì gì đúng không? Bạn này đơn thuần, bạn này đang giới thiệu về nơi bạn sống. I don't live in Hà Nội City. I live in Thái Bình Province. Đúng rồi. Thái Bình Province. Ok, tớ không sống ở Hà Nội mà tớ sống ở Thái Bình cơ. Rồi, nói về trạng thái hiện tại của mình. I don't live. Hoặc là nếu mà mình viết rõ ra thì mình sẽ nói là I do not live, đúng không? Rồi, vậy thôi. Con hiểu chưa? Có cái gì khó hiểu không? Có gì chưa hiểu không? Hỏi luôn này. Cô giải đáp luôn này. Triệu từ. Khó không? Không khó đâu, đúng không? Mình biết khó là cô. Mình biết thời gian của nó là gì thì mình sẽ điền được thôi. Tiến đạt thì cô thấy đúng là khó thật. Đạt là con nghỉ học cũng lâu rồi đúng không? Không phải là con nghỉ học mà trường con không dạy con lâu rồi đúng không? Vâng. Thân. Bây giờ thì cô cũng chưa biết phải làm thế nào bởi vì là mình đang dạy học cùng cái lớp mà đúng không? Cô chỉ có thể là ôn tập cho con kiến thức về lớp. Bạn tính đạt lên YouTube coi mấy cái thầy đó. Đúng rồi, ở trên đấy thì cũng có bài giảng đúng không? Bài giảng online miễn phí luôn, mình không sợ gì cả. Thế nếu mà tiến đạt... Nếu mà mẹ con có trong nhóm Zalo thì có thể nhắn tin cho cô. Rồi cô sẽ tìm bài cho con làm cũng được con ạ. Chứ nếu mà mình hổng kiến thức thì cũng khó đấy. Khó mà đi thi, khó mà lên lớp được. Mà lên lớp 6 con biết không? Kiến thức khó lắm. Khó hẳn lớp 5, lớp 5 kiểu chơi bời ấy. Kiểu chơi lắm. Lên lớp 6 con sẽ biết học là gì luôn. Đó, ok. Thế nhá, thì cô sẽ gửi thêm cho bài cho con để làm nhá. Mong là tuần sau lớp các con sẽ học thêm kiến thức để cô dạy thêm các con để đi 8 nếu mà cô ơi. Tối thứ tư là em có đi học thêm toán nên là không đi học được, chỉ đi học được tối thứ 6 thôi cô ạ. Tí thế hả con? Tí nhỉ? Ok, được rồi. Thế thì thứ tư con cũng có bận một lớp tiếng Anh rồi cô ạ. À, Khánh Hà mở được mic này. Sao lúc nãy cô hỏi thì không mở được mic, bây giờ lại mở được mic. Con chả biết. Con chả biết cô ạ. Lúc hôm thứ tư em không muốn gì thi để các bạn đi thi. Các bạn đi học. Sán nhờ, không em nào ấy nhỉ? Các bạn đi học. Ừ, ok. Thế thì cô sẽ gửi cho con đề thi. Trước tiên là thi giữa kỳ cái đã nhá, là từ unit 1 đến unit 5 ấy. Còn từ unit 6 đến unit 10 thì các con chưa học đến đúng không? Thì dạy lần lượt ở trong các buổi sau vậy nhá. Cô cũng không biết là khi mà các con đi thi thì sẽ các con sẽ đi thi những unit nào. Có giữa kỳ thì phải là unit 1, unit 10 mà đúng không? Các con học chậm quá, do dịch đấy. Thế nhá. Thế thì thứ tư chúng ta học tiếp nhá. Bạn nào mà không vào được thứ tư thì cố gắng là cô gửi bài lên rồi làm cái đấy gửi cho cô cũng được nhá. Thế chưa? Vâng ạ. Rồi, thứ tư chúng ta gặp lại nhau nha. Nhớ làm bài cô gửi nhá. Ok. Yeah. Goodbye, see you on Wednesday. Ngủ sớm nhá con. Bye.
Bye bye teacher. Goodbye teacher. See you next week. See you again. Bye. Okay. Okay. Bye. See you again. See ya.